Trân trọng giới thiệu tới tất cả các bác xem về chiếc xe to cao rộng rãi 7 chỗ ngồi form SUV mang tên là Chevrolet Captiva. Chiếc này sản xuất năm 2010, số sàn máy xăng 2.4 nhá, xe 7 chỗ ngồi, một chủ từ đầu luôn. Các bác lưu ý là một chủ từ đầu luôn nhá. Chiếc xe này thì đời 2009-10 nó đã lên form mới, đèn mới rồi, đèn mới rồi các bác nhá. Một chiếc xe form dáng rất là đẹp đúng không ạ? Phần nội thất bên trong của xe đây, em quay các bác mình xem qua nhá. Chiếc xe với cái vô lăng rất là đẹp luôn, nó không bị mòn. Đây các bác thấy này, vô lăng của xe không bị mòn luôn nhá. Đấy, vô lăng rất đẹp đúng không ạ? Nội thất bên trong đây. Đấy, quay sơ qua các bác xem phần nội thất bên trong nhá. Còn bây giờ thì em sẽ đóng cửa lại và quay các bác xem phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe. Thân hình của chiếc xe, dòng xe Captiva với cái thân hình rất là to cao, rất là rộng rãi. Nhìn như là những cái mẫu xe nhiều tiền, nhìn như là những cái mẫu xe tiền tỷ luôn đúng không ạ? Và giá của chiếc xe thì bên em cũng chỉ bán loanh quanh tầm khoảng 270 triệu thôi. Đấy, các bác hãy alo để có một cái giá ưu, một cái giá tốt nhất nhá. Đây là phần form dáng bên ngoài hiện tại em đang quay gửi tới các bác. Em sẽ quay chi tiết luôn nhá, sẽ quay chi tiết luôn để các bác nhà mình ngắm về cái mẫu xe Captiva này của bên em. Nhìn như là mẫu xe tiền tỷ luôn đúng không ạ? Chiếc xe với lớp sơn màu vàng, nhìn cũng tương đối là sáng và tương đối là nổi đúng không ạ? Với một cặp đèn pha còn xịn, còn nguyên zin các bác nhá. Và dòng xe Captiva này ạ thì bên em đang có 6 chiếc các bác nhá. Đang có 6 chiếc, đang có 3 chiếc số động và đang có 3 chiếc số sàn. Thì trong đó có một chiếc máy dầu và tất cả còn lại thì đều là máy xăng các bác nhá. Các bác đang tìm mua dòng xe Captiva như thế này thì cửa hàng bên em đang có rất là nhiều luôn. Thì mời các bác hãy qua cửa hàng để được xem và cảm nhận về những cái mẫu xe Captiva mà bên em đang bán. Bên em rất là nhiều xe, trên dưới 100 mẫu xe cơ, rất nhiều luôn. Đây, và số điện thoại và tên cửa hàng đây ạ, chính là tên em luôn nhé. Các bác qua địa chỉ là phố Nguyễn Thời Trung, gần cho bến xe Hải Tân và gần Cầu Cất của thành phố Hải Dương để được xem xe. Các bác hãy xem video trước khi mình đến xem xe nhé. Và các bác có thể là bàn giá trên điện thoại và có thể là bàn giá ở trên đến xem xe trực tiếp rồi bàn giá các bác nhé. Hiện tại đây thì em đang quay các bác xem phần vỏ bên ngoài. Các bác có thể nhìn thấy là cái bộ lốp của xe vẫn còn rất là dày đúng không ạ? La răng đúc nguyên bản theo xe, 5 quả luôn, 5 quả la răng các bác nhé. Đăng kiểm một xe đến tháng 3 năm 2021 này. Xe này thì em mới xe này em mới đổi được nhá. Em mới đổi của một người ở gần khu vực em, cũng là thợ luôn. Em đổi xe cho nên là chiếc xe này hiện tại đang để ở cửa hàng bên em. Giá thì nó sẽ yêu thương hơn. Các bác nhìn đây thì có thể là nhìn thấy cái phần sườn bên phụ nó như thế nào đúng không ạ? Phần sườn bên phụ đây, phần vỏ xe đây. Với nước sơn rất là bóng đẹp. Xe thì cam kết cho các bác luôn là xe không có lỗi nhá, không bị đâm đụng, không bị va chạm và không bị ngập nước. Không có lỗi, đảm bảo cho các bác luôn. Và kính của xe thì các bác có thể thấy đã được dán phim cách nhiệt. Đấy. Loại phim xịn các bác nhá. Và một số cái viền này, đấy, viền xung quanh kính thì cũng đã được bọc inox nhìn rất là sáng. Và đây là lốc ạ. Có giá lốc đầy đủ rồi các bác nhá. Đấy, nước sơn của xe rất là bóng đẹp luôn này. Dòng xe Captiva thì bên em cũng quay và giới thiệu với các bác nhà mình rất là nhiều đúng không ạ? Gần như là cứ vài ngày lại có một video về một chiếc xe Captiva. Tất nhiên thì những cái mẫu xe như này thì bên em sẽ bán là nó ở cái mức độ vừa phải chăng, làm sao để các bác nhà mình mua nó hợp lý. Tất nhiên thì Captiva nó cũng có rất là nhiều loại, có những chiếc thì thậm chí có dưới 200 triệu thôi đúng không ạ? Có những chiếc thì 800-900 cũng có này. Còn có những chiếc thì các bác biết là phải hơn 200 triệu đúng không ạ? Đặc biệt như chiếc xe này vừa đẹp lại vừa form mới rồi, cho nên là giá bên em bán là mức độ như vậy nhá. Nhưng mà cũng không phải là lấy cả cái giá đấy đâu. Các bác alo và cứ đến xem xe trực tiếp để bàn một cái giá cụ thể, một cái giá yêu thương nhất các bác nhá. Đây đèn mới rồi các bác này. Đèn trước đèn sau là đèn mới rồi. Xe với lớp sơn màu vàng cát, một cái màu đẹp nhất của dòng xe Captiva đúng không ạ?
Giàn lốp của xe thì rất là dày nhá, còn rất là dày luôn. Có thấy đây, phanh ABS. Và dòng này thì nó có chế độ trông trơn trông trượt, đổ đèo neo dốc các kiểu luôn, rất hiện đại. Và tiếp tục đây thì em sẽ mở phần nội thất ra, quay các bác xem phần nội thất bên trong của chiếc xe Captiva này nhá. Phía sau bên trong thì nó hơi bẩn một chút các bác nhá, hơi bẩn thôi, chứ còn thì của nó không bị làm sao đâu. Các bác về mình tự vệ sinh được, cái đây đơn giản mà, tự vệ sinh được nhá. Xe thì cũng đã được trang bị màn hình và camera lùi, và có cả camera tiến luôn các bác nhá, có cả cam tiến luôn. Gương kính của xe được điều chỉnh hoàn toàn là điện. Nội thất bên trong thì được trang bị là nội thất màu kem. Các bác có nhu cầu mua, bán hoặc đổi xe, các bác ấy liên hệ trực tiếp với cửa hàng bên em nhé. Và các bác nếu mình đang quan tâm đến những dòng xe ô tô cũ thì mình có thể là đăng ký kênh để được thường xuyên theo dõi những cái chiếc xe bên em đăng lên. Rất nhiều xe được đăng tải lên theo thời gian và năm tháng nhé. Ngày nào bên em cũng đăng tải lên từ 2 đến 3 mẫu video. Thậm chí nếu mà hôm nào mà nhiều là 4 video luôn. Cái vị trí này thì chủ trước người ta bọc da đấy, nhưng mà vừa rồi em lại bóc nó ra nhá. Bóc cái phần da ra thì nó vẫn có cái keo màu vàng vàng này. Các bác về mình vệ sinh đi nhá, hoặc là mình lại bọc một lớp da khác vào đây thì nó sẽ sạch đẹp hơn. Xe về thì có những cái em cũng chưa làm hết, thì các bác về mình làm nốt nhá. Những cái quan trọng nhất về cái cơ bản của chiếc xe thì nó phải còn ok. Ví dụ như là về lỗi của xe này, lỗi của xe là không có các bác nhá. Chỉ là cái hình thức thôi, chứ còn thì về lỗi của xe thì các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, những cái còn vít ở cánh cửa xe là còn rất là sáng đúng không ạ? Tất nhiên thì chiếc xe này nó cũng không phải là đẹp mà xuất sắc xuất thần hay là đẹp một cách nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà cũng là một trong những chiếc xe còn tương đối các bác nhá. Còn tương đối là đẹp rồi, tương đối. Vách cửa đây, những cái vị trí tắp ni này, vị trí tắp nô này được thiết kế ra là hoàn toàn bằng chất liệu da xịn, hoàn toàn là chất liệu da xịn luôn. Và đây là những cái phần vách cửa này, những con bu lông ở phần vách cửa, những bản lề cánh cửa này là chưa tháo chưa vặn gì nhá. Quay đầy đủ chi tiết thì gửi cho các bác nhà mình xem về mẫu xe này. Với cái phần ghế da thì cũng đã được lót một cái áo ghế bên ngoài. Xe số sàn các bác nhá. Số sàn thì bao giờ nó cũng sẽ tiết kiệm hơn những cái mẫu xe số tự động đúng không ạ? Màn hình cam lùi các thứ đầy đủ rồi, có khóa khiển luôn, và khóa khiển là nguyên bản theo xe nhá. Phần tắp nô này, xe này cũng đã được thêm một cái tấm nỉ ở trên. Trần của xe, trần là trần nỉ các bác nhá, trần nỉ còn rất là sáng đẹp. Đây các bác xem này, một mẫu xe gia đình. Đây, nội thất của xe vẫn còn tương đối là sáng và sạch sẽ đúng không ạ? Mẫu này thì các bác biết là không bao giờ mang ra chạy thường dịch vụ hay chạy taxi rồi đúng không ạ? Các bác lưu ý là về giá cả thì bên em vẫn có bớt nhá, vẫn có sự thương lượng. Đấy, các bác cứ alo để có một cái giá yêu nhất, một cái giá tốt nhất các bác nhá. Đấy, chi tiết cái cánh đằng sau của bên phụ đấy ạ. Các bác lưu ý là bên em đang có 3 chiếc Captiva số tự động đây nhá. Đấy, em mua được mấy chiếc số tự động giá rất chi là hợp lý luôn. Và xe thì cực đẹp luôn. Số tự động là đẹp lắm các bác. Thì các bác mình hãy kết nối Zalo thì bên em sẽ gửi hình cho các bác xem nhá. Đây là hàng ghế đằng sau của chiếc xe này. Ghế thì các bác về mình có thể bọc lại được, rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Chỉ mất tầm khoảng hơn 2 triệu thì các bác có thể là bọc được một bộ ghế da mới. Phần nội thất và phần hình thức bên ngoài của mẫu xe Captiva này thì được nhà máy thiết kế ra cái form của nó rất là đẹp đúng không ạ? Em rất là kết cái phần form của dòng xe Captiva này luôn. Từ trước đến bây giờ vẫn rất là kết. Hàng ghế đằng sau này thì mình có thể gập lại được nhé. Đấy, có thể gập lại được. Rất là đơn giản luôn. Đấy, gập lại thì tạo thành một cái cốp đằng sau rất là rộng. Đấy, phía sau này thì hơi bẩn một chút nhé. Các bác về mình vệ sinh cái ok.
sạch sẽ thôi. Cái cốp này là người ta trước người ta để đồ cho nên là nó hơi bẩn một chút. Cái vị trí này là cốp đồ nhá, chỉ cốp đồ. Tiếp tục đây thì em sẽ quay các bác xem hai cánh bên lái này. Chiếc xe thì nó cũng không có gì điểm nhấn gì nó đáng kể cho nên là em sẽ quay video nó nhanh một chút nhá. Quay video nhanh một chút so với lại một số những mẫu xe khác, nhưng mà cũng làm sao đầy đủ nhất để các bạn mình xem. Những cái phần bốn tắp ni cửa này, nội thất bên trong này, rồi bỏ bên ngoài, rồi phần khoang máy khung gầm đầy đủ luôn các bác nhá. Đây phần nội thất bên trong đây. Xe này em mới đổi được cho một anh cho một cửa hàng ở gần đây nhá. Người ta cũng bán xe đấy. Em trao đổi một chiếc xe khác cho với chiếc xe này đấy, chứ không phải là bán hộ đâu nhá. Các bác nhà mình đôi khi là cũng bảo là hay bán hộ đúng không ạ, nhưng mà chiếc xe này nó là thực sự là em đổi xe. Rồi còn tiền lệ phí kia thì lệ phí kia là trên dưới 7 triệu, cái đấy mình chưa nắm chắc. Và tiếp tục thì thêm một cái cánh nữa, cánh đằng trên của bên lái này. Đây có nhá, bác xem nốt đây. Để như này thì cảm giác nó hơi bẩn. Em nghĩ là các bác về mình bọc lại, bọc lại cái bằng chất liệu da để nhìn nó sẽ đẹp hơn. Có thể chất liệu da 5D 3D. Vâng đây, các bác xem những cái vị trí nữa của cái chiếc xe này nhá. Quay để đổi cho các bác mình xem nhá. Xe không mục mọt gì nhá. Đây những cái phần tắp ni, rồi những cái phần vách cánh cửa này, các bác thấy này, nó còn rất là sáng luôn đúng không ạ. Đời này thì nó sẽ không có ghế điện các bác nhá. Không có ghế điện, nhưng có gương này. Đây, gương kính hoàn toàn là được điều chỉnh bằng điện rồi. Em rất kết quả vô lăng. Vô lăng không có hiện tượng bị mòn. Đây các bác thấy này, vô lăng có những cái gai nổi lên rất là cao luôn này. Bây giờ là đến phần gầm phần máy nhá. Phần gầm phần máy của chiếc xe. Ở chỗ cua lốp này em quay rồi, đúng không ạ? Bây giờ em quay gầm nhé. Đây gầm đây con. Tiếp tục đây thì là một cái vị trí khá quan trọng của chiếc xe. Đấy, khu vực động cơ. Động cơ khoang máy của xe đây nhá. Cái lắp máy thì lấy ông thợ với em đi tháo ra, chưa lắp vào đây. Máy nổ êm. Về máy số của xe thì các bác yên tâm, là máy số là không có lỗi. Máy số của xe chạy rất là ngon. Gầm vệ chắc luôn. Đây khung vỏ này. Các bác thấy này. Đây khung vỏ này nhá. Và đây là phần gầm này. Gầm sàn của xe. Đây bô của xe là rất là sáng luôn đúng không ạ? Khung gầm của xe là không bị han gì mục mọt gì đâu. Về mẫu xe này thì các bác về mình làm đẹp thêm một chút nữa thôi, chứ còn thì về cơ bản của xe thì các bác về không làm gì nhá. Từ cái sơn si của xe vẫn sạch đẹp. Đấy, sơn si của xe sạch đẹp thôi. Cơ bản của xe đang rất ok. Thì video về chiếc xe Captiva này em đã làm đến đây thì cũng gọi là tương đối đúng không ạ? Thì các bác nhà mình đang quan tâm đến mẫu này thì hãy alo trực tiếp cho bên em để được tư vấn nhé. Số điện thoại em sẽ ghi vào tiêu đề. Và giá thì các bác cũng biết về giá rồi. Các bác hãy alo để làm sao biết về những cái thủ tục mua bán và thủ tục vận chuyển và mọi chi tiết khác nhé các bác nhé. Vâng ok, em xin cảm ơn.